50 ngàn cái bao mình không biết. Không, cái này là mình đó, đó hả? Cái này là mình chơi cái độ mình chạy sản phẩm ba ơi. Cái là mượn của Bích đó hả? Cái này kênh Trang luôn á. Ủa? Kênh Trang luôn á. Ủa má Trang hả? Ta quay trước mặt cho má đứng ba rình kia. Thưa anh, bên này là mới bốn giờ chiều hả chị, mà có vẻ hôm nay đặt sau mình làm dự đoán số lượng YouTuber tới luôn. Ừ, bên thêm cái đó nữa. Bữa sau thêm kênh nào phát trước nữa. Dạ. Ừ. Được rồi. Em nói được cái kênh nữa từ đầu rồi. Dạ. Ừ. Anh chạy luôn hả? Nói sau rồi bây giờ là kênh nào là kênh đó trước nữa. Chơi chị. Chơi vậy đó, dự đoán bao nhiêu ba? Thôi. Mời mày chơi đi cho nó vui ba. À, không vui lắm đâu. Không, để bây giờ mấy cái nè. Mấy người còn có 50 ngàn thôi mà chút mấy triệu đó. Không biết đánh ba, không bao giờ đánh cờ bạc đâu. Trời ơi, ba mới ghi số đề về luôn á ba. Không gì vậy, con đánh dấu. Con đánh dấu với ba là ba mới ghi số đề về luôn á. Ba dự đoán vui thôi nha, ba dự đoán vui thôi. Là ba dự đoán bao nhiêu ba, dự đoán vui thì con bao nhiêu vé đó hả? Dạ, đúng bao nhiêu hôm nay. Rồi, đơn giản thôi lắm, đơn giản lắm. Bao nhiêu ba? 900 vé. 900 vé. Ta không tới 900 đâu, nó gần tới thôi mà ba lấy số 9 cho nó hơn. Dạ. 900 vé. Vậy 809 đi. Không thích nữa, tới 900 vé là chết rồi. 900, dạ. Chết rồi sao? Dạ, cho xin chụp bác. 4 ngàn. Trời ơi, bà con cô bác ơi, kéo vô mua vé ập, vô mua vé giùm em. Em dự đoán tới 1.5 là cứ vậy. Chết em rồi. Thằng này, thằng bé này, thằng bé này không có kinh nghiệm lắm. Trời ơi, trời đó không có. Coi như là con mắt 50 cái tấn. Hồi nãy mạnh lắm ba. Hồi nãy mạnh lắm. Chết rồi bà con ập vô mua vé. Không giờ về đi. Ở quê Tuấn Bến Tre hả? Dạ. Bến Tre. Dạ. Bến Tre. Bến Tre. Dạ. Ở Bến Tre nó vậy không hả? Ủa chị ơi. Lộn. Ba chi. Dạ bây giờ là đã có được 150 ngàn của ba người chơi rồi đó. Của Trang là xíu cho em bỏ vô nha. Của ba Giang nữa. Rồi cảm ơn Tuấn rất là nhiều. Nếu nữ giáo viên thành công. Ba Giang đang nói nè, coi đúng không? Dạ. Thanh niên Bến Tre thì là không bao giờ vô tri hết. Nhưng mà hơi công công không à. Hơi công công là sao? Không có thẳng hiểu không? Ai đây? Đây không ai thẳng à. Linh hoạt à. Linh hoạt à. Không vừa con công á. Ủa khoan, đi đâu vậy? Con nghĩ là 15. Đi đâu vậy? Đâu 15. Bây giờ xe hả? Em nãy em để xe đây mà. Nè, thấy không? Thấy cũng hơi công công thấy không? Không. Ở nhà anh đến luôn hả? Không. Đó, tự nhiên cái đó công công mà đẹp chứ bà thiệt. Xíu nữa giao lưu nha. Nhờ nhà sĩ dạy bóng hát bài đi mua nhóm gì. Rồi, quay mắt hay lắm nha. Hoàng Lâm, Hoàng Lâm. Võ Hoàng Lâm. Ai dạ, chào cô chú. Chào chú. Bà vô à? Chị chú có để đặt vé trước. Chú có đặt vé trước rồi ạ? Dạ. Vô luôn ha. Đặt vé khoan đã, khoan đã. Chứ là chú đặt vé rồi là online rồi, không chú rồi. Vậy hả? Dạ, vô chăm giùm em. Chờ một xíu nữa sắp xếp bạn nha. Thương này chị Dung nè, rồi chị Tùy, rồi thương hai em là tạo không có điều không kiện có ai thương luôn á, không có ai thương luôn á. Cứ không luôn á. Cái gì mà tự nhiên anh thương chị Dung chị Tùy thương em không có thương luôn á. Không. Không này là ép buộc á, ép buộc. Hơi tức luôn á. Không, ý chị nói là rất thương. Đó không à. Dạ không thiệt là tại vì mấy anh chị rất là thương là tạo cơ hội cho em là đi quay, cái gì cũng kêu em đi quay hết đó, em quay cũng ca khá à, tối nay em cũng sẽ diễn trong đêm nhạc này. Dạ nhưng mà giờ cũng đang rất là hồi hộp tại cũng hay có kèo mới nữa. Dạ có kèo mới. Ok chị. Xong cái này đi. Em sẽ là hàng sống với chị. Ok chị. Dạ xong kèo này đi, có kèo mới nha. Nên là em rất là cố gắng, em sẽ tiếp tục nỗ lực tại vì thực ra là qua nhờ ngôi sao Việt Vườn thì mới có nhiều khán giả biết em. Lúc đó thì mọi người cũng chỉ coi thì cũng không có biết mặt thôi chứ không có biết tên gì. Mà chị biết không, hồi lúc đầu Tuấn mới đóng á, Tuấn cũng ngại, xong Tuấn cũng tâm sự với em là tại vì Tuấn thấy là trên kênh anh thương bây giờ chứ cũng ít có bạn nào mà
giả gái rồi đóng á, nên Tuấn cũng lo. Xong Tuấn cũng nói với em là không biết là Tuấn đóng gì có bị lố không, có nói gì vậy? Anh Cương giả gái biết bao nhiêu lần rồi, nói gì vậy? Hả? Anh Cương giả gái nhưng mà anh Cương là đóng kênh của anh Cương, còn đây là bạn là ở ngoài phải đóng cho kênh anh Cương một chút, giờ khán giả không biết nữa. Thì ra bạn cũng lo là sợ cái nói chuyện của bạn có quá không, rồi lỡ bà con cô bác lớn tuổi xem không không thích không phù hợp trả lời đến anh Cương. Cái xong mày anh Cương cũng gian ủi là nghĩ đây chịu chứ sao. Không, nhưng mà Tuấn dễ thương, bà con cô bác nhớ bé Tú. Dạ. Thì rất là nhớ Tú nha. Nên là em cũng cố gắng, ví dụ giả gái thì đóng răng gái, còn con trai thì cũng ráng đóng răng con trai. Con trai thì ráng ra con trai. Dạ, cho mọi cái nó đều có nhiều cái nhân vật. Dạ, tối nay em cũng sẽ là một nhân vật mới. Cho nên là hy vọng bà con cô bác sẽ tới xem, mua vé ủng hộ tại em anh. Em có, cũng tới ngày rồi. Nên là bà con ráng mua vé ủng hộ em. Đã trước khi chơi người ta phải coi tuần trước bao nhiêu, tuần này bao nhiêu, rồi tuần kế trước nhiêu, sau đó lấy cái trung bình của cái đó. Tiêm nào cũng thấy đồng chấn động em coi. Nhưng mà nói trung bình là đây cũng sai nha. Không dám nói, ai biết được à? Ai biết được. Không, nhưng mà chị rất là quý Tuấn, là giống như là Tuấn làm cái gì nó cũng chỉnh chu á, nó cũng tròn vai tròn vẻ, mà đặc biệt là rất là lại chú ý đến cái nhân vật của mình. Đúng rồi. Chỉ là cái tuần trước mà đóng Tú vô dây cầm Tú đó là bà ra bà thắp nhang chắc chừng trăm lần. bà đi cầu tỏ chắc chừng trăm lần. Tại đó là tức là quay cho anh Cương nhiều, quay ngôi sao Vườn, nhưng mà lần đầu tiên diễn mà trực tiếp mà rất là đông khán giả luôn. Em thấy mọi người tới là em bị hết hồn, tại vì là đông dữ vậy mà nói với em cũng chưa bao giờ diễn đông dữ vậy, mà diễn trực tiếp là sai là đi luôn. Mà sai trên đó là không có sửa được, cho nên là bữa đó là thực sự là bữa đầu tiên em xuất hiện, em rất là hồi hộp luôn. Cũng rất là may là chốt lọt. Chị thấy gì đâu mà cứ 5 phút thấy đi ra giái tổ, 5 phút quay lại thấy đang giái tổ, cái ủa gì vậy? Cái gì vậy Tuấn? Mà trong cái đó thì kinh nghiệm đầy mình rồi. Tâm linh. Chị nói vậy xíu nữa là 5 phút đi ra ông giái. Để ngàn gửi lên. Thôi không có, không có. Không, có một cách nữa. Cách nữa chắc chắn chúng luôn. Bây giờ bỏ tiền 50.500 vé đi. Là lúc đó em thầu luôn vậy, thưởng có gì dung luôn á. Không, nhưng mà vấn đề là số người tham gia trò chơi này có được 1.500.000 không? Đâu cần đâu, chỉ cần chúng gần số vé nhất là được mà. Chúng cái 7 triệu cho là cũng lợi cái đâu nếu mà 1.500.000 vé 90.000 là nhiêu tiền tao? Nhân liền. 1.000 là chính chục. 1.000 là chính chục. Em nhân. 845 là 1.350 là 1.350.000 1.300 nhân với lại 90.000 vé là 135 triệu. Không, bây giờ em nói nghe nè, 135 triệu là anh mua 1.500 vé anh trúng được giải của chị Dung, mà không phải chỉ một giải, tại vì mình đã mua 1.500 vé là mình trúng hết giải chị Dung rồi. Đúng không? Mình còn trúng thêm giải của chị Huy nữa. Chưa nữa, mình còn một cái bách salad như vậy đó, bà con lát đứng ngoài này hết một mình ngồi trong đó mà coi một mình. Thôi vậy không có vui chứ tạo cho anh tự nhiên. Rồi đó coi mà. Hôm nay là Tuấn mua hết sân khấu rồi, thành ra là bà con có bác đứng ở đây. Mình ngồi trong đó đó. Anh chị là nổi tiếng luôn. Mình nằm tiếng coi luôn. Trước giờ người ta ít chưa, như là số lượng coi là biết là khoảng 100-200 người yêu mến anh tự nhiên thằng Tuấn thôi. Nhưng mà sau đêm hôm nay sẽ 1.000 người ghét đúng Tuấn. Anh đó không được đâu. Để làm nơi để bà con thưởng thức, nên là để bà con. Đó là em nhờ vậy em hát cái bài để mua cho mẹ. Cái chỉ là một nơi thôi. Đúng rồi, đây là chuẩn bị tại trình. Dạ. Nãy giờ chắc là cô cái nào gánh rảnh đi, cái là nhạc sĩ dạy em hát bài đó được không? Trang Quang. Nãy em hát đúng rồi đó. Nãy em cắt câu lên đúng rồi đó. Hát Trang Thành Nữ đúng không? Nhưng mà cho dạy hát xong rồi cho một bài đó nha. Từng cái con biết hát hả? Có mua cái không hát không? Có luôn, trời ơi, tôi mấy chục bài rồi, hát với anh Khương luôn rồi. Thế là có hát cái này nhiều nhiều được không? Dạ rồi, có hát luôn rồi. Tiếp. Các sĩ tên gì? Cảm ơn cô chú chị. Dạ, Dung sáng Dung trẻ, kiếm kênh em đi. Cảm ơn cô chú chị. Tới. Dạ, Dung. Chiến thắng, chứ còn cái gì dữ. Cảm ơn quý bà con, cô bác rất nhiều. Quý bà con. Có coi chưa? Có coi kênh em cái nào không? Quý bà con. Dạ, bà. Ta hoài mà không nhớ gì cái mặt luôn, không tự gì cái mặt luôn. Đó, cái gì thấy quen. Dạ, chào bà con, cô bác. Rồi kênh em. Bốn chữ dê nè. Dạ đúng rồi, bốn chữ dê. Dê dữ lắm. Cái gì mà dê dữ lắm. Bốn dê luôn mà. Không. Bây giờ hát bài này á là phải dạy em hát xong rồi em mới thu. Dạ. Dễ hả? Hay nghe một lần là biết hát luôn. Nghe lần biết hát luôn hả? Ờ. Không, em thấy bà con bé hay em lắm nè. À vậy hả? Dạ. Nghe đây nè, vô danh sách nè bên này. Vô danh sách là có chỗ Dung Thích Ca này nè. Đây Dung Thích Ca nè, là có cũng được mười mấy cái MV rồi nè. Hát anh cho con
Tấn nè. À, vậy. Dạ. Rồi hát rồi. Với lại anh Trường Sơn nè, hát cho anh Thương nè. Rồi bữa nào hát xong ca với anh bài luôn. Hát xong ca với anh luôn. Ừ. Thiệt không? Thiệt. Trời. Tới phần thu anh thu. Trời ơi, nhạc sĩ làm em hồi hộp quá, mất cờ quá nhạc sĩ ơi. Gì đó mà làm gì, làm gì nghiêm trọng hả? Thôi bây giờ về đi. Nhạc sĩ tập cho em. Ừ. Thu cho em xong ca với em, còn cái răng bị mất chỗ này em lên này em lo được. Rồi. Được không? Ôi. Nha sĩ hả? Trời ơi, ta chủ nha khoa, cái bản hiệu nha khoa truyền hình trên kia kìa. Trời ơi, đang tính làm luôn, thôi được, được cái gì? Được không? Được không? Ký hợp đồng nha. Ký hợp đồng nha. Bây giờ cái bài nào mà em hát được á, nhạc sĩ coi cái giọng em á, mà em hát được cái nào á thì dạy cái bài đó, xong rồi thu cái bài rồi, đó. Ok. Ok không? Rồi, đang tính làm luôn. Đang tính làm luôn. Đã nói rồi, cái trụ em lên em lo, được chưa? Dạ, rồi. Trời ơi. Em cho lô liền, mới ký xong cái hợp đồng. Thiệt. Ra đây chị mới ký xong phải, cái hợp đồng. Không phải một hợp đồng đâu mà đối mà ký với anh xong sẽ ký nhiều hợp đồng khác nữa. Ghê vậy? Ờ, phát sinh nhiều cái lắm. Ôi. Sẽ hai em cả. Ký cho mẹ mẹ. Lô vô Dung Dân Dung Dẻ hoặc là Dung An Nam cũng được. Ủa chị hai gì kỳ vậy? Sao chị hai kết bạn ta, sao chị hai bắt người ta phải hai chị hai? Đúng là chị hai phải hai người ta chứ. Không, xíu nữa chị em, tại điện thoại đang quay rồi. Đang quay. Xong rồi tiếp tự nhiên xíu nữa hai cái bấm delay không có chịu bấm. Hai của em chút. Nhạc sĩ đồng ý dạy cho hai bài đêm mưa nhớ mẹ. Thu. Rồi sẽ xong ca một bài. Ca luôn. Chắc anh chưa biết gì. Xong ca thì nhiều bài lắm. Vậy đó hả? Quá khứ hả? Mới coi xong rồi. Thấy quá khứ. Nhiều bài hát kinh khủng khiếp lắm anh. Quá khứ. Ở miền Tây gọi là quá khứ. Quá khứ. Không. Đang tính kiếm nhạc sĩ viết cho một bài nhạc hiệu nữa. Nhạc hiệu hả? Ừ. Dung Dân Dung Dẻ hả? Không, nhạc hiệu mà về liên quan đến mỹ phẩm chứ. Mỹ phẩm mà có em trong đó, nó Dung Dân Dung Dẻ tươi trẻ làm sao. À, tươi trẻ làm sao? Để làm sao khuyến khích các chị em á, là tự làm đẹp á. Mình đẹp từ bên trong lẫn bên ngoài, rồi mình tự vui vẻ là cuộc đời mình rất đẹp á. Đúng rồi. Thì cái ý em là như vậy, nhưng mà bây giờ em cần cái nhạc hiệu mà nó hơi miền Tây chút, nó hơi dân dã chút. Vui mà tối nay về cái khuya ráng nặng lắm chị. Trời ghê vậy trời. Chị Dung thì nói chung là chị cũng không có yêu cầu cao lắm đâu anh. Nói chung là bằng cái bài đêm mưa nhớ mẹ từ đó sẽ lên. Ở ngang bài đó là được rồi. Được rồi. Chứ không có phải áp lực gì nhiều mà chị lại mới mà mối quan hệ mới mà không có yêu cầu cao rồi. Hay quá. Đúng rồi. Chỉ từ đêm mưa nhớ mẹ đấy. Để đỡ tâm lý. Đây, chưa? Em mời Lâm cái cuộc thi của em đó nha. Ok. Dạ, nãy giờ là em có một cuộc thi nhỏ vui chơi cuộc thi ha. Ở đây hả? Dạ là em sẽ dự đoán xuống cô chú anh chị hôm nay tới xem cái buổi buổi văn nghệ đêm nhạc này. Bữa giờ đông nhất bao nhiêu? Dạ buổi đông nhất ở đây là 5.000 người. 5.000 người. Dạ, là hôm khai trương ngày 28 và ngày 3 đây. Không, nhưng mà ngày đó không có bán vé. Đúng rồi, ngày đó là. Ngày đó là đợt đó là chưa bán vé. Chưa bán vé. Xong rồi cái đêm tuần giờ mình tính mấy cái đêm mà bán vé đi. Đêm bán vé thứ hai là hình như khoảng gần ngàn. Rồi đêm vừa rồi là khoảng gần 600. Dạ. Mà bữa nay anh Lâm hát. Lâm hát. Là thuộc bài. Ngàn rưỡi. Nhạc sĩ hot hit của đêm mưa với mẹ. Nhưng mà tối nay nhạc sĩ có hát bài đêm mưa với mẹ không? Này Lâm hát thì Lâm chỉ mong bằng cái đêm 600 thôi. Đêm 600 ha. Dạ. Nhưng mà cầu mong là đêm nay sẽ đông hơn để kiểu. Vậy mình chốt số cao chốt để nó có không khí, nó có tinh thần, nó có năng lượng. Gần Tết rồi mà. Anh Lâm đã 2.000 vậy. Ê, sáng tác mấy em bài. Không phải là mình vui không mà anh cứ vừa và ekip của mình vui nữa. Dạ. Thôi anh đón 700 đi. 700. Dạ. Đón 700. Đó. Ý là chẳng luôn á hả? Anh có thể lẻ lẻ nha, tại vì ai mà gần nhất á là sẽ chính xác nha. Như bây giờ 6 thì có người đấy 690, 710, 720 cũng được. Dạ. 728. 789 đi. 789. Rồi chốt nha anh. Chốt nha. 789. Chốt nha 789 nha. Dạ. Ai gần nhất thì sẽ thắng cái này á, mỗi người mình sẽ cược 50.000. 50.000. 50.000 thì đó, cứ em sẽ ghi danh sách hết, ai mà trúng á là sẽ thắng hết. Thắng hết số tiền đó luôn, giống như bây giờ của em là có 4 người nè. Ghê vậy. 4 người là được 200.000, nếu anh thắng là anh gom 200. Hên chừng ấy đó.
Cảm ơn coi chừng tối nay vô 20 triệu không chừng á, nãy giờ là mới em, dạ, em đứng đây của mấy người thôi đúng đấy không? Là nãy trước khi ghi danh sách là không có nói vấn đề là bỏ tiền đâu luôn á. 50.000 thôi, bây giờ mình bỏ 50.000 thôi nè. Không nhưng mà em là okay. Chỉ là ghi thôi nha, ai thắng thì gom tiền chứ em không gom. Rồi, không, em gom luôn đi, đi kiếm đòi mệt lắm em ơi. Trời ơi, mình bài bạc à không? Tiền túi à, tiền túi à. Ừ. Vậy không anh có thể tham gia vui nha, tham gia vui là đáng thôi. Chơi luôn. Chơi luôn. Biết đâu ơi, dạ, sổ bài cào bữa nay thắng hốt hết sao quơ hết. Dạ. Gom hết có tiền tết luôn, nghỉ làm luôn về quê sớm. Không vậy, em là đứng đứng bên cổng này nè, mà cô chú mà vô ngàn người mà em chơi cuộc thi ngàn là có bỏ hết mà. Ừ. Tiền là đẹp nữa, dạ. Thì xíu nữa sẽ xin của anh Lâm 50.000 để chung vô hộ nè. Dạ, tại Lâm đang chốt kèo cái nè, chốt kèo với chú Lâm xong nãy chào chú chưa, chào chú chào cô chưa? Xíu đi anh, xíu đi anh, dạ. Ghi nhận, ghi nhận. Rồi, dạ, danh sách. Anh xin phép nha, giờ anh vô anh chạy chạy. Dạ, dạ. Ghi nhận danh sách người thứ tư là anh Võ Hàng Lâm, vậy là mình có 200.000 rồi chị Hai. Hai thắng đến thời điểm này là lấy 200.000. Giờ mình chốt nha chị, chốt một cái kèo lớn này nha. Ok. Dạ. Chốt đứng đây chờ chị, đứng đây chờ. Đứng đây luôn chờ. Dạ, con chào hai cô ạ. Dạ, chào hai cô. Cho con mượn cô giáo không chút ạ. Chưa. Ra đây. Đây là vợ có cương dừa đúng không? Dạ. Cương dừa. Ôi. Dạ, có cương dừa. Mình không hề quen bạn luôn á. Mình không quen bạn. Vô cho hỏi đi. Ghê quá, ghê quá, ghê quá, ghê quá ông Tiêu ơi. Đâu rồi bé Trang? Con đẹp quá, đẹp quá. Dạ, con đẹp quá, đẹp cô giáo lúc nào cũng đẹp đúng không bà? Bức thầu quá. Dạ, bé Trang hình như cô giáo chưa? Cô vô cho mời luôn hay là cô đợi đang tìm mấy bạn. Không, không, cô vô chăm để chờ một chút với chị Ngọc sửa soạn lại cho đẹp xong rồi bắt đầu là mình chụp. Mặc đồ sai gì em hôm nay. Cô muốn vô ngồi. Thì hôm qua là ở sân bay xong rồi giờ em hồi chiều á là cái lúc em check in sân bay để bay về Sài Gòn á, Thanh Hóa. Dạ. Đó hả? Dạ. Đi công tác nhà gia đình có việc em chạy ra đó chút. Được, chị tưởng đâu chốt kèo lớn. Cái này chị Hai ép em nha, chứ em không có ý định nha chị Ngọc. Em nói thiệt là em đứng xích ra rồi đó. Chỗ này chị Dung mất em vô. Tụi em đang chơi cá độ. Nó nhỏ hơn cô giáo. Ừ. Mình cái kèo này mình đừng có bóp lết, không có bà con cô bác biết, cô giáo Ngọc cũng chơi cá độ với tụi mình. Ừ. Dữ vậy. Bây giờ chị chung vô đây 50.000 thôi. Xong tụi em sẽ đi ngủ hết. Xong rồi bắt đầu là tối nay ai dự đoán trúng cái số người là lãnh trọn mình chống giống như chơi bài cào vậy đó. Đúng rồi. Nhiều khi xíu nữa tối mình có 20 triệu cũng không chừng. Dạ. Giờ chỉ cần chung 50.000 thôi. Nãy giờ là em được 4 người ha. Đó là được 200.000. Nhưng mà chị thắng cái là chị thắng bằng cách nào? 1 2 3 4 5. Đây là giờ em đang dự đoán số người tham gia, số người cô chú anh chị tới hôm nay. Tới xem đêm nhạc hôm nay. Đó, ai em số nào mà gần đúng nhất á là sẽ thắng, sẽ lấy số tiền đó. Dạ, ví dụ như mà giờ em chị Dung đang đoán là 550 người nè, 850 người. Nếu như mà hôm nay là khoảng 840, đâu có ai gần hơn chị Dung là chị Dung sẽ gom hết số tiền này luôn. Dạ. Dạ. Trong 50.000 đấy chị. Cô giáo Ngọc bắt đầu căng thẳng rồi. Đó là giờ rồi. Lần đầu tiên đủ bài bạc cái đồ. Em móc liền hả? Dạ móc liền. Vậy hả? Vậy được luôn hả? Đúng. Đúng rồi. Được luôn. Luôn để tới hồi mình lấy nó dễ. Còn có nhiêu bài vậy? Còn có 100.000 nó cũng mình nó chấm mất 50.000 nữa. Không, bây giờ chị phải nói con số đi. Bây giờ chị suy nghĩ kỹ đi. Rồi, chị chọn số. Chị Ngọc là người bé đặt vé. Kiểm soát vé, số lượng đặt khách mà bao nhiêu, số lượng bữa giờ là chị Ngọc biết hết, chính xác hơn em nữa. Ừ. Rồi vậy. Mình đánh nha. Số người lắm lắm á, hôm nay sẽ đứng đây em hỏi hết thì tôi đến 20 triệu cũng không chừng. Từ giờ tụi em sẽ đi rủ. Người ta có cái câu bán vé số gì vậy chị? 10.000 trong túi làm chi á? Cầm đầy xe ra 2 tỷ lấy vô liền kề. Rồi nay chơi cá độ. Kỳ đâu kỳ, trời ơi. Chơi luôn chị, chơi luôn. Rồi cho con số nè. Số nhiêu? 450. 450, trời chị gần em rồi nha. Chị gần em 410 nè, bây giờ mà chị đổi số được không? Sao chị thấy em với lại cô không Ngọc. Bây giờ chị thùng nè, chị 50 nữa đi. Bà con cô bác ơi, mua giấy nhiều nhiều bà con cô bác ơi. Hiện giờ nha, 5 người, chị Dung Văn Dung Vẽ là 850 người. Diễn viên thành nam nữ Thành Tuấn là dự đoán 1.500 vé. Lần bận nó làm là cái nam đó. Nam nữ với Duyên Dọng Ngọc Xá, 1.500 vé. Dạ, Trang YouTube đang dự đoán là 4.100. 410. 410 quý bà cô chú anh chị tới xem hôm nay. Dạ, Ba Giang các cực vui là 900 cô chú anh chị. Rồi có nhạc sĩ Võ Hàng Lâm là 789.
còn mẹ Ngọc là 450 đó. Bây giờ mà cô chú anh chị mà tới là 420 đi, 420 là em thắng, còn nếu mà 430 là chị Ngọc thắng. Cả nhà ơi gắn lên tới con số 800 giùm dung cả nhà ơi, 840 nha cả nhà. Dạ dạ cho em xin 50 ạ. Thiệt luôn hả? Thiệt nè, em chơi tiền mà. Cá độ là xuống tiền liền chị. Trời ơi, người ta có nhiều đầy à. Trang còn ghi số đề không? Còn nữa hả chị? Ý là em còn ghi số đề. Chị có cá được vui nha. Chị nói luôn. Trời ơi, bà cô chú chứ. Thôi đồng nghiệp công người ta mới đi dạy vậy, chưa kịp gì có mấy đồng tiền cắt mà chịu ghi tiền vừa mới được phát trong buổi hôm nay, tiền ăn của tháng. Bà chị Dung đã chặn đọc rõ ràng nha cô chú chị, mà xem clip mà thấy em hồi nãy là em đứng ra nha, em không có dám tiếp cận nha, nhưng mà chị Dung kêu em vào nên em xin ghi tên. Chị ơi không biết chị Duyên rồi gia đình mình có chưa. bà ngoại chưa qua, ông ngoại bà ngoại ba Minh mình nếu nó sẽ rủ hết ba Minh đã về quê. Mình về quê đám dỗ ba của mình. Hay là nếu mà bây giờ gia đình mình đang ở mọi nơi như vậy thì chị có muốn đại diện gia đình không? Chị ghi tên nha, em sẽ ghi tên. Nhớ được. Mình có bà ngoại, ông ngoại, ba Minh, chị Duyên, rồi anh Khương. 550 hả? Vậy đổi số hả? Vậy là đổi số hả? Không, mình đã ghi rồi, nếu mà mình đổi số thì 50.000 nữa, gia đình mình cho xin 50.000 đó mình đổi số. 50.000 mình đổi số được ạ. Ok, chốt số này hai chị ha. Chị muốn đặt thêm rồi đó, em cảm thấy hồi nãy em đi làm thấy trong túi còn 70.000 nữa đó. Thôi không để rồi. Chị tới trà sữa có đòi đi chơi, có đi chơi. Đúng rồi, không trò chơi này là bất kỳ cô chú anh chị lớn tuổi nhỏ tuổi đều được tham gia, bà xin thưa trà sữa bà. Thôi. Con tôi không có tiền cô ơi, đừng có dụ nó vô con đường. Dạ không, bé không có tiền, đúng rồi. Không nên, không nên. Mẹ bé có tiền. Nếu như mà mẹ bé thắng thì tối nay bé sẽ được ăn một bữa gà rán. Lẩu thái hoặc là buffet hoặc là cua hải sản. Rồi nếu như mà trong lúc chờ ba mẹ ở đây để đợi kết quả thì các bé có thể qua đây khu vui chơi giải trí nữa nha. Không nên nha, không nên đưa bé vô con đường này nha. Bố nó gặp cô Dung cô Trang nó xuống đang có chơi nữa không chết luôn á. Thôi ghẹo thôi. Thôi bây giờ là kết clip nha. Dạ, để chị hai để clip. Chị đưa cô chú Ngọc đi thay đồ. Bữa nay cô chú Ngọc bà. Đúng rồi. Chị, dạ. Em có đưa đồ cho chị. Cho có không khí. Đúng rồi, dạ. Cho có không khí. Trời, ai biết được tối nay chị Ngọc trúng cái này là bận lắm bà ba trúng rồi. Yeah. Cô nói lên nhưng mà cô chú chị chúc chị không thay kỳ đúng thay đi. Thay đi. Mặc vừa sai em mà. Chị mặc sai gì? Chị mà áo dài chị Mai cơ mà chị không có mua, không có sai. Nó lỡ lỡ gì á. Nó màu nó không màu, nó lờ nó không lờ, nó ép thôi. Ngay em luôn á. Ngay em luôn á. Em cũng không có vô ba cái size nào hết trơn á. Thôi mà chị. Hãy đi. Hãy đi thì hồi giờ không bận giờ mới bận. Thôi. Không cái nó cũng nền nã lắm, nó không có ấy. Cái lại chút cá clip thì nói cho lý do. Vậy hả? Ừ. Vậy thì cô giáo Ngọc không có bận đồ bà ba nha cả nhà. Để thích hợp với mặt. Bữa nay không ạ. Bữa nay không ạ. Dạ vậy là cô giáo Ngọc là sẽ không bận đồ bà ba nha cả nhà. Dung xin phép kết cái clip và cảm ơn quý bà con cô bác. Nhà khoa Anna thì có trụ sở tại số 28, số 30, đường 3 tháng 2, phường 12, quận 10. Các anh chị đến thăm khám tại nhà khoa Anna thì sẽ trải qua những cái quy trình như sau. Thứ nhất đó chính là làm hồ sơ thăm khám, sau đó là chụp phim CT toàn hàm. Hiện nay khi cái ghép implant tại nhà khoa Anna thì sẽ có trực tiếp tiến sĩ Hồ Nguyễn Thanh Trơn sẽ trực tiếp cái ghép. Tận tâm hết sức, làm giống như là vỗ về mình hết sức vậy đó, không có sự an tâm. Hiện tại thì Long rất là hài lòng với cái bộ răng của Long. Im nè, không có đau nè, cho nên bây giờ Long không có đẹp mà cứ nói là nằm xuống mà để cho bác sĩ chăm sóc răng á thì Long không còn sợ nữa. Đến với nhà khoa Anna quý vị nha, quý vị sẽ cảm thấy có một nụ cười thật thoải mái, thật tự tin và thật xinh đẹp. Giờ nó rất là chắc chắn, vừa đẹp vừa chắc chắn nữa, cái công nghệ hiện đại đó, vô rất là nhẹ nhàng khi đi ra đi về, mặt mày bình thường vui vẻ không có sao hết. Tất cả các bạn có thể yên tâm mà đến Anna nha khoa để làm cho mình có một bộ hàm răng trắng sáng đẹp, không tốn thời gian và không đau nha các bạn. Giống thiệt chứ chị? Trời ơi, người ta lạ, phải để xứ thiệt không ai biết chứ. Ngày xưa với ba mẹ với ông bà mình ít có cái quan niệm mà đi khám để mình phòng ngừa trước. Dạ. Chỉ khi nào mà cảm thấy bệnh á, bệnh mà đau mà chịu hết nổi mắc đi khám rồi chữa. Tôi vừa thấy sao ông bà cô chú anh chị mình ở nước ngoài Việt kiều á là về đây làm răng nè, làm thẩm mỹ nhiều lắm, nhiều mà cô chú anh chị hỏi lắm. Nói chung cũng phải đi khám
để dạ. có bệnh răng được điều trị. Thay mặt cho nha khoa Anna, Dung gửi lời cảm ơn tri ân đến toàn bộ khách hàng, bởi vì giữa hàng ngàn nha khoa mà bạn đã quyết định lựa chọn nha khoa Anna.